Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của tôi. Đây là các bạn. Hôm nay tôi đã chuẩn bị một con dao rồi. Thì trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một cái cây gậy. Cây gậy gì ta? Đúng rồi, gậy bóng chày. Tôi hay quên các bạn. Tại vì đó giờ chưa từng sử dụng nó và cũng chưa bao giờ làm nó một lần nào hết. Tại vì các bạn yêu cầu tôi làm mà anh ơi làm gậy bóng chày này kia cũng khá là nhiều. Nên hôm nay tôi quyết định là trong clip ngày hôm nay thì sẽ làm một cây gậy bóng chày. Đó. Thì tôi chuẩn bị con dao này để chúng ta đi vòng vòng ở đây này các bạn. Kiếm một cái đoạn cây thẳng thẳng thì chúng ta sẽ làm một cây gậy bóng chày bằng gỗ nha. Rồi. Không nói nhiều nữa các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng kiếm nha. Mong là sẽ kiếm được một cái cây nào đó thẳng thẳng để mà dễ làm hơn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi luôn nha. Ở đây là sao bụi tre luôn nè các bạn ơi. Có mấy cái cây nè, để mình kiếm ở đây có không ha. Mới đầu thì tôi định làm bằng cây, nhưng mà bằng tre chứ. Nhưng mà thôi, tre tôi nghĩ có bọng ruột bên trong khó làm các bạn. Nếu mà có tre tầm vông á, cái tre mà đặt ruột á, mà nhỏ nhỏ các bạn, cây đó làm im đó. Nhưng mà ở đây không có trồng rồi. Ở đây toàn là tôi trồng tre rai thôi. Đó, ở đây nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một cái đoạn cây thẳng thẳng. Ở đây có cùng một con mương. Ở đây cắm ếch cũng dính khá là nhiều các bạn. Ở đây có đoạn cây thẳng nè, nhưng mà nó hơi ốm chút xíu. Kiếm một đoạn giống như vậy nữa là được các bạn. Ở đó nữa không, có một đoạn cây thẳng nữa. Nhưng mà ốm quá. Đây, có đoạn này được rồi các bạn ơi. Đoạn này ú hơn cái đoạn lúc nãy chút xíu nè. Đó, khá là hẳn luôn. Đây nè. Đấy. Cái đoạn này quá bự các bạn. Làm cây cho người khổng lồ còn được á. Đấy, cây này là cây dúi. Rất là cứng luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ chặt cái đoạn cây này nha. Để mà làm cái cây gậy bóng chày chúng ta. Đây là các bạn, chúng ta kiếm được một đoạn cây khá là thẳng các bạn, khá là dài luôn. Đó. Hơi cong cong chút xíu các bạn ơi. Nhưng không sao. Mình sử dụng phản từ khúc này xuống à. Đó, xíu đó đó. Cây này cũng hơi còn hơi nhỏ các bạn. Nè. Một nắm tay thôi. Đấy. Nên hôm nay chúng ta sẽ làm một cái cây gậy bóng chày cũng tương đối vừa vừa thôi nha, chứ không có bự lắm. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đem vô nhà tre làm các bạn ơi. Ở ngoài này rất là nhiều muỗi luôn. Ngồi chút xíu nữa bu nữa các bạn. Nên bây giờ chúng ta sẽ đem vô nhà tre chúng ta làm nha. Đây là các bạn, đây là cái đoạn gậy nè. Tươm rất là nhiều muỗi luôn nè. Thank you.
Đây nè các bạn, đây là cái cây sau khi mà chúng ta lột vỏ nè, thấy không? Cũng khá là mướt rồi đó. Dính khá là nhiều mủ các bạn. Đó, đen xị tay luôn nè, dính tay nè. Cái vỏ nó mới có mủ thôi, còn bên thân thân bên trong thân gỗ của nó thì không có mủ các bạn. Nè, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ gọt nó từ từ các bạn. Ở đây tôi chỉ sử dụng dao này để làm thôi, không có dụng cụ máy móc gì đâu nha các bạn. Nó nên bây giờ chúng ta sẽ gọt từ từ các bạn ơi. Gọt từ từ. Cái đầu này thì nó to sẵn rồi, thì chúng ta sẽ gọt cho nó nhỏ xuống ha, cho giống cây gậy bóng chày. Cũng may là kiếm ra cây này cũng khá là thẳng à. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay làm luôn nha. Tôi tính là đem đi rửa cho nó hết mủ các bạn, nhưng mà lột ra hết mủ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm luôn. Đây nè các bạn, gọt khá là lâu rồi đó. Nè, một đống bụi nhùi luôn, nhưng mà mới được có bao nhiêu thôi. Còn gọt khá là lâu nữa mới xong các bạn. Đó. Gọt cái phần này cho nó nhỏ lên nữa nè. Cái phần trên đó thì nó to như thế là được rồi, đúng không? Gọt từ cái phần này nè. Đó. Tới cái phần tay cầm này là phải nhỏ lên nữa. Đống bụi nhùi khá là nhiều ha. Nhưng mà này hết mủ rồi các bạn, nó khô gan nè. Còn cái vỏ nè, cái vỏ bên đây rất là nhiều mủ luôn. Dính tay đang xì nè các bạn. Thấy không? Còn trong phần gục cái cây dúi nè, rất là im luôn. Và cây này rất là cứng nha các bạn. À, làm được khoảng 25% hay 30% nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Làm cho nó hoàn thành luôn. Thank you.
Đây nè các bạn ơi, cây gậy bóng chày chúng ta đã cuối cùng nó đã xong rồi thấy không? Một đống bùi nhùi khổng lồ luôn nè các bạn, ở đây vẫn còn nữa thấy không? Đấy, là hoàn toàn là bằng dao thôi, tôi chưa có đánh giấy nhám nè các bạn. Cái này bóng sẵn này chắc tôi không đánh giấy nhám đâu. Đó. Thôi từ từ cho các bạn xem. Đây nè. Cây này dài 75 cm nha các bạn. Cái cây này cũng tương đối nhỏ thôi, không lớn lắm. Một đầu nhỏ, một đầu nhỏ, đầu to. Hơi bị cong chút xíu các bạn. Nè, hơi bị cong chút xíu. Tại cái cây chúng ta chặt về nó cũng không được thẳng. Không được thẳng 100%. Các bạn thấy cái cây gậy bóng chày chúng ta như thế nào? Đây là các bạn, làm xong cây này ra tôi không biết để làm cái gì luôn các bạn. Cái này đó giờ tôi cũng chưa bao giờ sử dụng hết trơn á. Ngọng không? Chắc bây giờ tôi sẽ ra đập mấy cái lon tập bắn chúng ta quá. Chứ thật sự là làm cái này ra được rồi đó, nhưng mà tôi không biết làm cái gì đây nè. Đấy. Các bạn thấy cây gậy bóng chày chúng ta như thế nào? Đây là lần đầu tiên làm nó rồi các bạn. Thấy cũng khá là ổn. Các bạn nhớ like video để ủng hộ giúp tôi nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tôi luôn. Đó. Rồi bây giờ chắc tôi sẽ ra ngoài đập vài cái lon mà tập bắn của tôi quá. Bắn ná các bạn, mấy cái lon bia. Đấy. Chứ cái này tôi cũng không biết dùng để là làm cái gì luôn. Nhìn từ xa nè các bạn, thấy như thế nào? Đây là lon bia mà còn bia nè các bạn. Chút xíu tôi sẽ sử dụng cây gậy bóng chày này để đập cái lon bia còn bia này nha. Trước hết chúng ta sẽ đập cái mấy cái lon bia mà không có bia nha. Cầm cũng hấp dẫn lắm nè. Đây là mấy cái lon không có bia đó các bạn. Cây này đập một cái lực rất là mạnh luôn các bạn. Tại cái đầu này to nè. Đây là cái lon có bia này nha các bạn. Để trên một cái lon không có bia. Ấp dễ trúng chút các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái cây gậy bóng chày chúng ta nha. Với cái chai bia này. Căng thẳng quá. Chứ như sao? Dữ dằn không? Cây này quýnh là lực rất là mạnh luôn các bạn, rất là ớn. Quết chai bia là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì hết. Cái này mà có trái cây các bạn,
dưa hấu này kia rồi đó, quét là nhẹ nhàng luôn mà phí lắm các bạn ơi. Thực phẩm mà để ăn chứ không phải là để chơi đâu, phí lắm. Bia lúc nãy cũng phí nữa, nhưng mà không lẽ mình ăn này uống bia kỳ lắm, mà còn có một lon nữa thôi, nên là xử lý cho các bạn xem luôn. chia đều cho các bạn. Đấy, các bạn thấy cây gậy bóng chày chúng ta như thế nào? Rồi nha, ngày hôm nay tôi đã hoàn thành xong cây gậy bóng chày theo yêu cầu của các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video luôn. Và các bạn nhớ like video để ủng hộ giúp tôi nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tôi luôn. Và nhớ nhấn nút chuông thông báo các bạn, để mà khi tôi có ra những video mới á, thì các bạn có thể nhận được những video mới tôi sớm nhất nha. Nhìn tôi bây giờ giống gan tơ không? Dữ dằn không?